Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 89. Những người tu tịnh độ chúng ta, chỗ quan trọng là gây dựng tín nguyện niệm Phật. Và chúng ta đem câu Phật hiệu áp dụng trong cuộc sống. Người biết niệm Phật nhắc nhở mình hiếu với cha mẹ. Người biết niệm Phật nhắc nhở mình hòa thuận với anh em. Người biết niệm Phật nhắc nhở mình chân thật, nhiệt tình hết mình, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Và người biết niệm Phật nhắc nhở chính mình sống và làm việc đúng với những gì pháp luật cho phép. Từ một câu Phật hiệu mà áp dụng trong cuộc sống, và dù gặp sự trở ngại khó khăn gì chúng ta cũng niệm Phật. Cũng như chính bản thân nhận thức thấy rằng rõ ràng một câu Phật hiệu thôi mà bản thân của mình tự nhiên phát tâm biết thương người, trong khi mình ngày xưa chưa đi tu, mình đa phần biết thương mình, không biết thương người khác, nghĩ cho người khác. Và bây giờ mình biết thương người, biết nghĩ cho người khác, từ niệm một câu Phật hiệu mà mở rộng tâm lượng. Nên một câu Phật hiệu này khi quý vị đã cảm nhận được thì tức khắc quý vị siêng niệm Phật. Nhớ kỹ, khi đã cảm nhận được câu Phật hiệu thì quý vị sẽ siêng niệm Phật. Nên cái cuộc đời này nó rất vô thường quý vị. Đã là biết nó vô thường thì mình đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật. Bữa nay sống gì, ngày mai như thế nào mình cũng không biết. Nay gì mai khác. Cuộc đời cũng như lật bàn tay. Bữa nay người ta thương mình, mai người ta ghét mình. Mai người ta thương mình. Có nghĩa là người ta có quyền thương mình và người ta có quyền ghét mình. Vậy thì cuộc đời này ai là người thương mình quan trọng nhất? Mình. Mình biết thương mình là quan trọng nhất. Vì khi mình biết thương mình thì dù cho người thương mình hay người không thương mình thì kệ họ. Vì bản thân mình biết thương mình. Và khi bản thân mình đã biết thương mình thì bản thân mình sẽ không bao giờ sống khổ, sống nặng nề, sống tiêu cực. Dù là bệnh đau gì đến với mình vẫn sống tích cực, không có sống tiêu cực. Nhớ kỹ. Nên mỗi người mình khi đã biết thương mình thì cuộc sống mình có bị trở ngại gì, hay là bị oán ức gì, hay là làm lỗi gì, mình cũng cố gắng đứng lên. Nhớ cái câu rất quan trọng: vấp ngã chưa hẳn là thất bại, mà thất bại ngay chỗ vấp ngã không biết đứng lên. Dù tất cả mọi người không ai cho mình cơ hội,
thì bản thân mình luôn luôn cho mình cơ hội để đứng lên. Nên bệnh đau ung thư, bác sĩ dạy cũng chưa chắc là bản thân chúng ta phải chết. Mà cái chết là khi thọ mạng đến với mình mà chết. Vậy thì bây giờ mình chưa chết, bản thân của mình phải sống một ngày cho tốt, sống một ngày bình an, sống một ngày có nụ cười, sống một ngày biết niệm Phật, có phương hướng đi về. Nên những người mình chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị để ý, cái cuộc sống của mình nó bình an lắm. Mình không có nặng nề, tại vì mình biết cuộc đời này duyên hợp duyên tan, có đó mắc đó, thương đó ghét đó, ghét đó thương đó. Mình đã hiểu những việc như vậy rồi, và khỏe đó bệnh đó, khỏe đó chết đó, có đó mắc đó. Chúng ta không có một cái gì mà chúng ta trong cuộc đời này mà mình đi thất vọng, nặng nề, nhớ kỹ. Những gì chúng ta học được hay chúng ta áp dụng, chúng ta hành trì, nếu như nó lợi ích thì quý vị cứ tiếp tục học tập để được lợi ích. Còn nếu như quý vị áp dụng không được lợi ích, không có niềm vui, không có sự an lạc gì cả, không có ý nghĩa gì hết, thì chúng ta không cần thiết phải học tập. Nên người học tập phải có trí tuệ. Người học Phật là người có trí tuệ. Nên mới nói là di tuệ thị nghiệp. Duy trì có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của mỗi con người chúng ta. Sự tiếp nhận, sự hành trì đều là ngay chỗ bản thân của mình cảm thọ được sự lợi ích. Khi mình đã cảm thọ được sự lợi ích thì mình sẽ kiên cố tâm. Thí dụ như mình đến với một người mình thấy có lợi ích, lợi ích xác thực, lợi ích có ý nghĩa, lợi ích chân thật, lợi ích mà ai cũng áp dụng được. Như vậy thì tự nhiên bản thân của mình sẽ kiên cố tâm. Còn nếu như mình đến với một người mà không có lợi ích gì hết, vậy thì bản thân của chúng ta không cần phải đi theo người đó làm gì. Phải nhớ kỹ. Nên mỗi một người mình gặp được Phật Pháp, nhất là pháp môn niệm Phật này, là pháp môn đại thù thắng. Pháp môn niệm Phật này là pháp môn mà mười phương chư Phật tán thán. Một chúng sanh phải có duyên phước cực kỳ lớn, nghe và tiếp nhận và áp dụng và hành trì. Nên mỗi một người mình phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Giống như chùa mình làm lợi ích cho bao nhiêu con người, bao nhiêu người về nương tựa tu tập, đó là sự xác thực. Đại lão hòa thượng chúng ta xây chùa, ngài cũng thích niệm Phật, cũng viết quyển rủ người niệm Phật. Nên cổng tam quan của chùa Hộ Pháp có mấy dòng chữ trang nghiêm tịnh độ. Bên đại tùng lâm cũng có chữ trang nghiêm tịnh độ. Có nghĩa là hòa thượng mình rất thích niệm Phật. Giống như những thời khóa tu tập ở chùa chúng ta xong, điều Phật điều niệm Phật của hòa thượng, và xung quanh đại tùng lâm cũng bắt điều niệm Phật của hòa thượng. Bên chùa Hộ Pháp trên chánh điện cũng bắt điều niệm Phật của hòa thượng. Và mỗi điểm chùa hòa thượng xây đều có điều niệm Phật của hòa thượng. Từ nó những việc của hòa thượng làm như vậy, đó là tấm gương cho chúng ta học theo. Bắt niệm Phật là điều rất tốt. Vì sao? Vì nhắc nhở của người mình. Những gì mình làm sai quấy, những gì mình làm không đúng, mình sẽ tự sửa đổi lỗi lầm. Vì mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, không ai mà không có cái sai. Khi mình đến với một con người
mình phải cảm nhận được. Khi mình đến với người ta, mình rất quý thương, quý trọng người ta. Lỡ người ta sai một điều gì đó, thì mình lại đá đổ hết tất cả những cái gì người ta làm chân thật tốt đẹp với mình. Nên mỗi một con người dưới cái cuộc đời này, không ai mà không có cái sai. Nhớ kỹ. Nên những đức nói rằng bản thân mình đến với con người cũng vậy, luôn luôn mình cho người khác cơ hội, cho người khác cơ hội. Có một cái người Phật tử này đi chùa tính ra cũng cả chục năm, cũng dẫn đoàn đi tu. Khi thời gian cô không đi chùa, mà phái đoàn của cô thì cô vẫn sắp xếp cho người ta đi chùa tu tập. Những đức hồi xưa giờ mình thường nói, mọi người đi đến chùa đều có cảm thọ, cảm nhận được, thấy đó là lợi ích thì đến, còn ta thấy người ta không thấy lợi ích thì thôi. Người ta tự có góc độ chọn lựa của người ta. Nhưng khi thấy cô khó khăn, bệnh đau, hoặc là tự nhiên mình thấy mấy tin nhắn của cô, thấy cũng tội nghiệp, tự nhiên những đức cầm điện thoại lên, những đức điện hỏi thăm. Và những đức nói một câu rằng đừng bao giờ ngại, con người chúng ta phải tự tạo cho mình một cơ hội. Đừng bao giờ vì một chuyện gì đó rồi tự nhiên bản thân mình không về chùa. Nếu như mà cảm thấy không thích về chùa thì chuyện này không ai ép. Nhưng mà cảm thấy nếu một việc gì đó mà bản thân mình ngại, mình không về chùa, thì đó là tự đoạn duyên đạo phước của mình. Cửa chùa luôn luôn mở rộng, cửa chùa luôn luôn mở rộng. Và mọi người chúng ta khi lỡ làm một điều gì đó sai, nhưng chúng ta chân thật biết quay đầu thì là tốt. Nên có hai hạng người mà Đức Phật luôn luôn tán thán. Một hạng người là cả đời tạo tội nghiệp, không phải một hạng người mà cả đời không tạo tội nghiệp. Một hạng người lỡ tạo tội nghiệp mà biết quay đầu. Quay đầu là bờ, trong nhà Phật có câu nói quay đầu là bờ. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Con người dù mình nói rằng phải nói chân thật, nhưng để kiếm một con người nói chân thật thì hiếm lắm. Nên cả Phật tử có khi mà ông thầy nhiệt tình hướng dẫn cho mình, họ cũng nói lời không thật. Từ nơi đó mà dù mình nói lời không thật, mình cũng có thể nói thật. Giống như câu chuyện mà những đứa đọc, Bồ Tát Thiên Thăng khi Ngài tu học hạnh tiểu thừa, Ngài lại phỉ báng đại thừa. Sau này khi hiểu được đại thừa thì Ngài hối hận và muốn cắt cái lưỡi của mình để tạ tội. Người anh khuyên Ngài: em đã từng dùng cái miệng và cái lưỡi của em phỉ báng đại thừa, như vậy thì em đã hiểu rồi, bây giờ thì em dùng cái miệng và cái lưỡi của em để tán thán đại thừa. Nên Ngài dùng cái lưỡi của Ngài để tán thán đại thừa, viết ra vãng sanh luật của Ngài Thiên Thăng. Nên lúc trước bản thân mình phỉ báng, thì bây giờ bản thân mình quay lại niệm câu Phật hiệu. Niệm câu Phật hiệu là hay nhất quý vị.
Đối với một người chúng ta cảm nhận được họ sống và làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, chúng ta cũng chung chung, cũng đừng nên quá tán thán. Còn nếu như một người lỡ làm điều gì sai quấy, chúng ta cũng không cần phỉ báng làm gì. Cũng như có một người mẹ dẫn một người con trai đến, cô cũng nghe những đức giảng pháp. Người con trai của cô hư làm cô khổ vô cùng. Khi dẫn người con trai đến, người con trai đứng sau lưng cô. Cô hỏi những đức, cô nói: dạ thưa thầy, con là người nghe thầy giảng pháp, con xin thầy cho con lời khuyên. Con có người con trai con rất là hư, làm con rất là buồn, rất là đau khổ. Nhưng con nói con không nghe, con còn cự lại với con. Con xin hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao? Những đức không có khuyên người con trai cô, mà những đức khuyên cô. Những đức nói rằng: cô là người học Phật, cô là người tin nhân quả, bản thân của cô hãy tự cỡ mở ra cái tâm buồn phiền giận trách đó ra đi. Nếu như chúng ta sinh với tuổi của con cô, chưa chắc chúng ta cũng là người biết chuyện. Tuổi trẻ bây giờ cuộc sống phát triển, nhiều thứ cám dỗ. Trẻ như các cháu chúng ta cũng chưa chắc thoát ra được. Chúng ta có khi cũng hư như các cháu. Vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, khó ai vượt qua được. Nên cô khỏi cần trách con cô. Giống như mình sinh con, mình nuôi con không lớn, nhưng con đến để đòi nợ chứ không phải trả nợ cho mình. Đã là đến đòi nợ thì mình vui trả phước cho rồi. Còn tốt hơn là mình buồn phiền giận trách. Mình buồn phiền, cuối cùng mình buồn phiền là con mình, mình càng nặng thêm. Thà mình nghĩ mình trả nợ cho người ta, mình khỏi cần buồn chứ, còn tốt hơn. Tự nhận thức. Cô vừa nghe những đức nói xong, cô nhẹ nhàng. Người con của cô cũng thoải mái với mình. Còn nếu như tự nhiên mình nhào vô mình phiên con cô, biết người ta có nghe mình không, có khi người ta ghét mình luôn. Những đức chỉ nói đúng một câu: nếu tuổi trẻ như cháu, chưa chắc chúng ta vượt qua được sự cám dỗ trong cuộc chơi vui vẻ bây giờ. Nên có khi có nhiều con người mình đứng ở ngoài cuộc, trong cái danh lợi, trong cái tài sắc. Bản thân của mình có khi mình cũng chưa chắc mình biết được bản thân mình ở trong đó mình có thoát ra được hay không. Nên con người ở trong đó, người ta lỡ phạm phải những điều sai quấy, mình là người tu đạo, bản thân mình cũng không hận thù hờn trách ai làm cái gì. Nên trong cuộc đời mình không cần thất vọng bất cứ người nào cả, chỉ cần ai hướng dẫn mình những điều tốt, những điều lợi ích, những điều có ý nghĩa trong cuộc đời, mình áp dụng mà mình được lợi ích. Học đạo là gì? Không buồn giận hận trách ai hết quý vị à. Phương hướng học đạo của chúng ta có phương hướng chuẩn xác. Mình nhìn người hướng dẫn mình làm việc lợi ích, ý nghĩa trong cuộc đời. Những đức nói, từ khi những đức gặp Phật Pháp tới giờ, những đức thấy Phật Pháp hay. Vì đã Pháp, Phật Pháp đã cho mình có một lối sống rất ý nghĩa, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nếu như những đức không gặp Phật Pháp, làm sao sống những ngày tháng mười mấy năm nay ý nghĩa như vậy. Nên những đức công nhận Phật Pháp đặc biệt, Phật Pháp tuyệt vời. Và Phật Pháp lợi ích ngay chỗ cực kỳ xác thực. Có sai thì sửa, không cần hờn trách người khác, không cần hận thù người khác. Phật Pháp rất từ bi, còn dùng những văn tự muốn điều chỉnh, chuyển hóa người khác. Chỉ như vậy thôi. Tự nhiên mình không hận thù ai cả, không hận thù bất cứ người nào cả. Mình là người niệm Phật mà, hận thù ai? Hận thù làm gì? Tất cả Phật tử những đức khuyên rằng phải tin nhân quả, phải tin nhân tin quả. Việc gì đúng là đúng, việc gì sai là sai. Cuộc đời này không có gì oan ức hết quý vị. Lưới chờ ti thưa mà khó lọt. Nhân quả không sót lọt bất cứ một người nào cả. Chúng ta làm tốt thì là tốt, làm xấu thì là xấu.
thật thì là thật, giả thì là giả, trắng thì là trắng, đen thì là đen. Nhớ kỹ. Nhưng bản thân mọi người đừng bao giờ đặt một vấn đề để một người nào vào gọi là phải viên mãn, phải hoàn chỉnh. Đừng bao giờ như vậy. Đặt vấn đề như vậy thì vì tìm đâu ra. Chỉ cần có một người nhiệt tình hết mình, hướng dẫn đạo pháp cho mình được tốt. Dù họ không hiểu nhiều, nhưng họ có một tấm lòng chân thật, họ có một ý nghĩ xác thực, họ có một việc làm lợi ích cho mình. Cũng như những đức đưa ra phương pháp tu tập cho quý vị, vì thấy tại gia vị đình quý vị áp dụng được, tặng tượng Phật cho quý vị, vì thờ Phật trong gia đình, vì áp dụng tu tập, đều nhắc nhở mình hiền từ, nhắc nhở mình trung thật, nhắc nhở mình sống có chữ chung, có chữ nghĩa, có chữ chung, có chữ hiếu. Con người mà mắc chữ chung, mắc chữ nghĩa, mắc chữ chung, mắc chữ hiếu thì kiểu như thua. Và nhắc mình tính sâu nhân quả. Cuộc đời có người làm lụng kiếm tiền, kiếm cuộc sống, nhưng cũng đừng bao giờ bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền, kiếm cuộc sống. Vì mình bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền, kiếm cuộc sống, vậy thì nhân quả sẽ đến với mình. Còn mình có tiền nhưng mà mình lại nhiệt tình hết mình làm những việc ý nghĩa lợi ích cho người, thì cuộc sống của mình sẽ tự an tâm. Mỗi một con người sống ở cuộc đời này, không có ai mà tồn tại cá nhân hết quý vị. Tồn tại đều là tồn tại có tập thể, tồn tại có tập thể. Nên những gì chúng ta sống phải biết có trên có dưới. Nó dâng vào nước mạnh, nước mạnh thì dâng vào. Hai bên này kết hợp lại để xây dựng và giúp đỡ cho nhau càng ngày càng tốt. Nên mỗi một con người mình nghe đạo, sống bình an, đó là hạnh phúc lớn nhất. Mỗi ngày niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, đó là tâm an lạc và nhẹ nhàng nhất. Không thất vọng ai, không buồn giận ai, không quán thù ai. Bản thân mình giữ tâm quân bình, đem câu Phật hiệu áp dụng vô cuộc sống. Gia đình có ngôi tam bảo, có tờ khóa tu sáng tối, mỗi ngày được nhắc nhở niệm Phật, đây là ý nghĩa dữ lắm quý vị. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi quả báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.